Sướng chưa? Có cần nhạc không tao bật lên cho mà dễ. Lên nóc nhà bắt con gà. Đấy, mày giỏi trèo lên mà bắt. Ngáo nga ngáo ngư. Cái loại mày đúng là cái thành phần đáy xã hội. Đáy xã hội có 400 triệu đấy. Liền tha liền thiền. Đi vào trong kia. Bao giờ mới hết khổ với cái loại mày. Vào đây. Nằm im đấy. Cho yên cửa yên nhà. Lên nhục. Đấy. Cô nuông chiều thằng con cô thật lực vào. Giờ thấy khổ chưa? Con dại thì cái mang. Để dần dần em khuyên bảo nó. Biết cái gì nữa mà khuyên với bảo. Rơi não rồi. Biết nhận thức đã chả thế. Tống khứ bố nó ra đường cái kìa. Cho nó khuất mắt. Mang tai mang tiếng. Em xin mình thương con. Gì thì gì nó cũng là khúc ruột mình đẻ ra. Cô làm thế nào thì làm. Trong thời gian tới mà nó vẫn thế thì nếch và cút. Con ơi, đời người ai cũng có sai lầm. Nhưng phải biết đứng lên. Ngã ở đâu thì phải dậy ở đó. Chả nhẽ lại bò ra chỗ khác dậy. Lại còn trêu mẹ nữa. Cố gắng lên con nhá. Con mê cái khổ đến bao giờ. Này bác sò, thằng cu nhà bác học nhảy hip hop ở đâu thế? Học hành gì đâu. Bác cứ giấu. Thế mà hôm nọ ở đầu làng em thấy nó dẫy giỏi ra phết đấy. Mẹ nhà mày. Ôi giời. Không phải thì thôi bác nóng thế. Mày tưởng thế là hay lắm mà. Bỏ ngay cái thói xỏ xiên đi nhá. Baby, xin em đừng quay gót. Baby, xin em đừng quay gót. Bố cũng lạy mày rồi. Ôi giời ơi. Baby. Quả này thì mày khác được biết quay gót. Mày xuống dưới kia. Tao khổ với mày lắm rồi. Mày cút khỏi nhà tao. Mày có biết là mày mang bao nhiêu nhục nhã phiền toái đến cho cái gia đình này không hả? Cút. Em xin mình tha cho con. Hãy cho con một cơ hội. Khổ quá. Danh dự của tôi ai sửa? Cái sự ô uế của cái gia đình này ai chữa? Xã hội đã xa lánh, người thân lại còn hắt hủi thì nó càng lấn sâu vào tội lỗi hơn. Nhưng mà bây giờ biết phải làm thế nào? Hãy động viên chăm sóc bao dung để con không có cảm giác bị bỏ rơi. Tinh thần phấn chấn thì con Mai Thúy sẽ xa rời ngay thôi. Cố lên con.